Bạn đã bao giờ sợ thất bại ở một điều gì đó mà bạn quyết định không thử chút nào không? Bạn có thấy nỗi sợ thất bại đang kìm hãm sự thành công của bạn? Tại một thời điểm nào đó, hầu như tất cả chúng ta đều từng trải qua sự hoài nghi về bản thân, đưa ra những so sánh tiêu cực của bản thân và những người xung quanh, hoặc cảm thấy như chúng ta không đủ tài năng, thông minh hoặc kỷ luật để đạt được những mục tiêu của mình. Điều trớ trêu là những nỗi sợ hãi này có xu hướng trở thành những lời tiên tri ứng nghiệm. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa nỗi sợ thất bại và sự trì hoãn. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang càng cảm thấy lo lắng về việc không đạt được mục tiêu, chúng ta càng ít đi có khả năng hành động để đạt được chúng. Trong tập podcast này, Thoa sẽ cùng bạn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: chúng ta có thể làm gì để vượt qua nỗi sợ thất bại? Thành thật mà nói, hầu hết chúng ta đều sợ thất bại, dù ở công việc, ở trường học hay các mối quan hệ xung quanh. Nỗi sợ thất bại có thể khiến bạn không thể làm gì và chống lại việc tiến lên phía trước. Khi để nỗi sợ hãi ngăn cản bước tiến trong cuộc sống, bạn có thể bỏ lỡ một số cơ hội. Chính vì thế, điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là ôm lấy nỗi sợ hãi. Bạn có thể bắt đầu khai thác nỗi sợ và tận dụng nó để thành công. Ôm lấy nỗi sợ hãi của chúng ta không chỉ là một dấu hiệu của lòng dũng cảm, đó cũng là cơ hội để chúng ta vượt qua nỗi sợ và khai thác năng lượng đó để thành công. Thay vì để những lời tự nhủ tiêu cực khiến bạn không chấp nhận rủi ro, hãy tưởng tượng cuộc sống sẽ tuyệt vời như thế nào sau khi bạn thành công. Bằng cách hình dung bản thân là một người thành công, bạn đã xua tan nỗi sợ thất bại. Ngoài ra, hãy cân nhắc chia nhỏ các mục tiêu lớn gây sợ hãi thành những mục tiêu nhỏ hơn, ít đáng sợ hơn. Khi bạn đạt được từng mục tiêu nhỏ, hãy nhận ra rằng đây là những thành công ban đầu trong kế hoạch lớn. Một điều khác nghe có vẻ hơi trái ngược là hãy chấp nhận rủi ro. Thành thật tự hỏi bản thân, điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra? Ngay cả nỗi sợ tồi tệ nhất của bạn có lẽ cũng không khủng khiếp như vậy khi bạn thực sự đối đầu với chúng. Có lẽ quan trọng nhất, hãy chấp nhận rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi. Tại một số thời điểm nào đó trong cuộc sống, bạn sẽ thất bại. Nhưng đây là điểm mấu chốt, thất bại không phải là điều đáng sợ. Đúng hơn, nó là một cái gì đó để bạn học hỏi và phát triển. Khi chúng ta chấp nhận những thất bại của mình, chúng ta học hỏi từ chúng. Kiến thức đó chính là chìa khóa để thành công hơn nữa. Vì vậy, chúng ta càng thất bại, chúng ta càng sẽ thành công. Hãy giải phóng tâm trí của chúng ta bằng cách giải phóng nỗi sợ hãi. Một khi bạn đã giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ hãi, bạn có thể thay đổi quan điểm của mình. Bạn có thể nhận ra những trở ngại và xử lý chúng một cách dũng cảm hơn. Như Eleanor Roosevelt đã nói, chúng ta trở nên mạnh mẽ, từng trải và tự tin nhờ những trải nghiệm mà chúng ta thực sự dừng lại để nhìn thẳng vào mặt nỗi sợ hãi. Chúng ta phải làm được những điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể làm được. Sau cùng chỉ cần bạn biết, dù bạn là ai, bạn sinh ra để chiến thắng. Trên thực tế, bạn đã thắng. Khi tinh trùng của bạn tự đánh bại tất cả các tinh trùng khác để được trứng chấp nhận, bạn đã đánh bại một tân đối thủ. Sự hiện diện của bạn ở đây là bằng chứng về điều đó. Chỉ cần tiếp tục chiến thắng, tiếp tục nắm bắt cơ hội, sẽ có lúc thất bại, nhưng đó chỉ là tạm thời. Thất bại thực sự chỉ đến khi bạn ngừng thử. Vì vậy, hãy tiến lên, bạn nhé!